Tối 29 tháng 2, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh đã họp khẩn dưới sự chủ trì của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong, trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố Hồ Chí Minh để bàn biện pháp ứng phó với dịch bệnh COVID-19. Tại cuộc họp, báo cáo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ ngày 23 đến 27 tháng 2, cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã đón 5.674 người trở về từ Hàn Quốc. Trong ngày 28 tháng 2, thành phố Hồ Chí Minh đã đón 13 chuyến bay từ Hàn Quốc với hơn 1.200 hành khách. Trong một số khoảng thời gian cao điểm, nhà ga sân bay bị ùn ứ cho du khách chờ kiểm tra dịch tễ. Từ ngày 29 tháng 2, số chuyến bay trở về từ Hàn Quốc đã giảm còn 10 chuyến với khoảng 1.000 hành khách. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, thành phố Hồ Chí Minh đã áp dụng chặt chẽ các biện pháp phòng dịch. Từ ngày 29 tháng 2, thành phố Hồ Chí Minh cũng thực hiện giám sát các hành khách tới từ Iran và Ý, công tác kiểm tra, giám sát sức khỏe ở sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh Dân Việt theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cho biết, thời gian điều trị bình quân cho một bệnh nhân nhiễm COVID-19 là 20 ngày. Quá trình điều trị cho các bệnh nhân vừa qua cho thấy mỗi ngày, cơ quan y tế phải huy động 12 bác sĩ và điều dưỡng để chăm sóc, điều trị cho một bệnh nhân. Thành phố Hồ Chí Minh chỉ cần có 1.000 người bị nhiễm bệnh thì không thể tìm đủ bác sĩ, y tá để phục vụ, ông Phong lưu ý. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, chính vì lý do này, cộng với thực tế tình hình lây nhiễm dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh xác định, nếu cho gần 2 triệu học sinh thành phố Hồ Chí Minh đi học trở lại, sẽ có khả năng và nguy cơ lây nhiễm cao, nên đã đề xuất Trung ương cho học sinh nghỉ học. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh, tính đến ngày 29 tháng 2, thành phố Hồ Chí Minh có 226 trường hợp đang được cách ly tại khu cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến ở huyện Củ Chi. Có 68 trường hợp được cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung của quận, huyện, trong đó có 51 người đã kết thúc thời gian theo dõi, 14 ngày và còn 17 người đang tiếp tục được theo dõi. Tổng số người được cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 3.019 trường hợp, trong đó 2.967 trường hợp đã hết thời gian theo dõi, chỉ còn 52 trường hợp đang tiếp tục được theo dõi. Video liên quan Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải chuyển các chuyến bay từ Hàn Quốc về các sân bay khác để giảm áp lực cho cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, và đang gấp rút triển khai cơ sở 2 bệnh viện dã chiến tại huyện Nhà Bè để đáp ứng việc cách ly các trường hợp nhập cảnh hoặc di chuyển từ các vùng dịch. Theo Huy Thịnh, Tiền Phong, Let's Club Ask Why.